Trên tay mình đây là iOS 16.3 Beta 2 dành cho các nhà phát triển. Và let's go! Mới đây, Apple đã phát hành bản iOS 16.3 Beta 2 dành cho các nhà phát triển, cũng như những ai đang sử dụng Public Beta thì bản update này cũng đã được ra mắt. Rồi, bản update này sẽ có dung lượng là 548.7 MB. Thì dung lượng này là sẽ khá là đồng đều với trên các thiết bị như là iPhone, iPad là vào khoảng từ 500-700 MB tùy vào thiết bị các bạn đang dùng. Cùng với sự ra mắt của iOS 16.3 Beta 2 lần này thì Apple cũng phát hành bản iPadOS 16.3 Beta 2, WatchOS 9.3 Beta 2, macOS 13.2 Beta 2, tvOS 16.3 Beta 2 và HomePodOS 16.3 Beta 2, và tất cả những bản update này đều đã được ra mắt dành cho những nhà phát triển cũng như là Public Beta. Ok, bây giờ chúng ta cũng xem mã build và chúng ta sẽ biết là cho bản update này sẽ có gì mới nha. Rồi, chúng ta sẽ vào phần cài đặt, rồi kéo xuống phần cài đặt chung và giới thiệu. Mã build của bản update này là 20D5035i. Rồi, trong bản update này sẽ có modem update, nên là những ai có gặp vấn đề gì liên quan tới wifi, các kết nối 3G, rồi bluetooth thì trong bản update này đều đã được sửa lỗi. Có gì mới trong bản update này thì khi các bạn vào phần cài đặt thì các bạn vào cái phần gọi là trường hợp khẩn cấp SOS ở đây thì sẽ có sự thay đổi về từ ngữ thôi, nó không có đặc điểm đặc biệt gì cả. Rồi, nếu mà mình đem so với lại bản iOS 16.2 bên cạnh đây thì chúng ta thấy thì có từ ngữ là bên cạnh bên iOS 16.3 là có ghi là call with hold and release, nghĩa là các bạn khi mà các bạn nhấn giữ tổ hợp phím và sau đó thả ra thì nó sẽ kích hoạt cái hỗ trợ khẩn cấp, hoặc là gọi với 5 lần bấm thì nó cũng thêm từ ngữ là nút bấm thôi chứ không phải là 5 lần bấm đó. Rồi có một cái thêm một lựa chọn là call quietly. Cái call quietly này giống như là khi các bạn mà dùng các cử chỉ ở phía các mục trên á, ví dụ như là nhấn tổ hợp phím hoặc là nhấn 5 lần á, thì nó sẽ phát ra tiếng cảnh báo. Thì khi các bạn bật tính năng này lên á thì nó sẽ không phát tiếng cảnh báo đó, nhưng mà nó vẫn gọi cho trường hợp khẩn cấp nha. Rồi, điểm mới kế tiếp chúng ta sẽ nói là về phần private relay. Cái này là một dạng của VPN vậy đó. Rồi khi các bạn vào phần cái tên của các bạn, rồi các bạn chọn phần iCloud thì khi các bạn kéo xuống phần cái phần private relay đây đó, rồi chúng ta sẽ có lựa chọn là tắt, bật tắt private relay đúng không. Rồi khi các bạn mà bấm tắt á thì cái tính năng này nó sẽ có hai lựa chọn thôi. Nhưng mà trước kia, nếu mà các bạn đem đi so với lại những cái bản update trước á, ví dụ như iOS 16.2 chẳng hạn đi, thì khi các bạn tắt nó thì nó sẽ có thêm một cái lựa chọn là cancel, nghĩa là các bạn muốn thoát cái thông báo này á, thì các bạn chỉ cần bấm cancel thôi thì nó sẽ tự bật lại đúng không. Nhưng mà bản iOS 16.3 nó chỉ có là cho bạn phép là tắt cho tới ngày mai hoặc là tắt hoàn toàn luôn. Rồi điểm mới kế tiếp là đó chính là về Apple Fitness Plus. Thì khi các bạn là một người dùng Apple Fitness Plus thì chúng ta sẽ có thêm một cái môn thể dục thể thao mới, đó chính là kickboxing đó. Và chúng ta sẽ có thêm nhiều khách mời mới trong cái Apple Fitness Plus này. Thì cái này không phải là chỉ trong iOS 16.3, những ai đang đăng ký dịch vụ Apple Fitness Plus trên tất cả các bản iOS thì đều có được tính năng này. Và cũng như trong mã code của iOS 16.3 Beta 2 lần này á, thì nó có liên quan tới một cái tính năng trợ năng, một cái chế độ trợ năng riêng biệt dành cho những người mà có bị khuyết tật. Rồi, về cái bản ghi chú của bản update lần này thì Apple không đề cập những lỗi gì hay là cũng như bản sửa lỗi gì trong bản update này cả. Thì có thể là Apple chưa cập nhật hoặc là không có lỗi trong bản update này luôn. Về phần hiệu năng, chúng ta thấy có 1.590 điểm đơn nhân và 4.034 điểm đa nhân. Thì mình so với số điểm này thì khá là tiến bộ hơn nhiều so với lại những bản iOS trước, và mình thấy rất là mượt mà, không giật lag gì cả. Rồi, và đó là những gì có trong bản iOS 16.3 Beta 2 lần này. Và nếu các bạn thích wallpaper lần này thì mình để dưới phần mô tả để các bạn tải về điện thoại các bạn nha. Đừng quên hãy like, share và subscribe kênh YouTube của mình để nhận được những video mới nhất nhé. Và bây giờ, chào tạm biệt.